Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc sẽ thăm chính thức Nga trong 2 ngày là 16 đến 18 tháng 4 để thảo luận với người đồng cấp Nga Sergei Shoigu về triển vọng hợp tác giữa hai bộ. Chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc tới Nga là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông sau khi được bổ nhiệm làm người đứng đầu Bộ Quốc phòng Trung Quốc hồi tháng 3 vừa qua. Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ, quan chức quốc phòng hai nước sẽ trao đổi về tình hình hợp tác hiện nay và triển vọng hợp tác quốc phòng song phương, cũng như các vấn đề an ninh khu vực và toàn cầu. Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Nga ngày 20 tới ngày 22 tháng 3 vừa qua, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký tuyên bố chung về tăng cường quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện Nga-Trung trong thời đại mới. Ngày 14 tháng 4, người dân trên khắp nước Lào đã đồng loạt tổ chức các hoạt động chào mừng năm mới của Lào, còn gọi là Pun Pin Mei, lễ hội năm mới, hay Pun Hot Nam, lễ hội té nước 2567 theo Phật lịch. Tại cố đô Luang Prabang của Lào, sau hơn 3 năm, Pun Pin Mei không được tổ chức hoặc tổ chức chỉ ở quy mô hạn chế do đại dịch COVID-19. Năm nay, đông đảo du khách trong và ngoài nước đã đổ về điểm du lịch hấp dẫn nhất nước Lào này. Hàng vạn người dân địa phương cùng du khách trong những bộ quần áo vải lanh sặc sỡ đã đổ về khu phố cổ để tham dự lễ hội té nước, một trong những hoạt động trọng tâm được cho là vui và hấp dẫn nhất trong hàng loạt sự kiện thường được tổ chức trong các dịp Tết cổ truyền của người dân các dân tộc Lào anh em, đồng thời còn có ý nghĩa thanh tẩy, gột rửa đi hết những điểm xui rủi, bệnh tật, tội lỗi năm cũ, đón chào một năm mới sắp sang với những điều may mắn mới. Người dân cùng du khách vui vẻ nhảy múa hát ca, hát nước vào nhau cùng những điệu cười sảng khoái, mặc dù ướt sũng nhưng ai cũng cảm thấy hạnh phúc vì tin rằng càng ướt, họ càng gặp nhiều may mắn. Báo cáo của tổ chức Inside Paradise Plus công bố các tài liệu mật cho thấy là chính phủ Qatar đang tìm cách bán 3 khách sạn hạng sang mà nước này sở hữu ở Thụy Sĩ với tổng giá trị lên đến gần 2 tỷ đô la Mỹ. Thông tin Qatar muốn bán khách sạn Royal Savoy ở Lausanne, Sweater Hope ở Berne và khách sạn Bugenstock gần hồ Luzerne đã gây xôn xao trong giới đầu tư lớn. Báo cáo của Inside Paradise Plus cho rằng mức giá khởi điểm là 300 triệu franc Thụy Sĩ cho khách sạn Lausanne, 1,2 tỷ franc Thụy Sĩ cho khách sạn bên hồ Luzerne và 250 triệu franc Thụy Sĩ cho khách sạn ở Berne. Hầu hết các khoản đầu tư của Qatar vào lĩnh vực khách sạn sang trọng đều thông qua Qatar Hospitality, một công ty con thuộc sở hữu quỹ đầu tư quốc gia của vương quốc này. Quyết định giao bán 3 khách sạn sang trọng được đưa ra chỉ vài tuần sau khi ngân hàng UBS của Thụy Sĩ tiếp quản khẩn cấp Credit Suisse, ngân hàng lớn thứ hai tại quốc gia châu Âu này, và Qatar là cổ đông trong 14 năm. Bê bối tài chính của Credit Suisse đã ảnh hưởng tới hình ảnh của Thụy Sĩ, trong đó ngành khách sạn phần nào chịu tác động. Tuyến tàu điện ngầm dưới sông đầu tiên của Ấn Độ nối với nhà ga sâu nhất đất nước vừa mới hoàn thành lần đầu chạy thử nghiệm. Và tuyến đường hầm mới nằm ở độ sâu 32 mét dưới mặt nước. Tuyến mới nhất của tàu điện ngầm Kolkata dự kiến mở cửa cho công chúng vào tháng 11 năm nay, chạy bên dưới sông Hooghly ở phía đông bắc thành phố, với đường hầm sâu 32 mét dưới mặt nước. Đây là một bước tiến mang tính cách mạng trong việc cung cấp một hệ thống giao thông đô thị hiện đại cho người dân Kolkata và các vùng ngoại ô. Tuyến tàu điện ngầm dưới sông đầu tiên của Ấn Độ kết nối ga tàu điện ngầm Howrah Maidan sắp khai trương và ga Esplanade sẵn có ở phía đối diện con sông. Tàu điện ngầm trên tuyến này sẽ di chuyển 520 mét chỉ trong 45 giây. Sau khi mở cửa, Howrah Maidan sẽ là ga tàu điện ngầm sâu nhất ở Ấn Độ.